Vâng, chào mừng các bác, chào mừng các bác đã trở lại với trang Kiến Cổ Việt Xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm ủng hộ em suốt thời gian qua. Bác nào mà chưa kênh của em phải nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, nút bật chuông. Để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phim ngày nay, đây là cái kính Sanji màu vàng của Pháp được sản xuất ở thập niên 1950. Bây giờ thế là em sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó đi chi tiết bên trong. Những lúc sông pha ngoài trận tuyến, ai hẹn được ngày trở về. Vào một chiều mưa bay. Cầu giữa nó có cái chữ Sanji và cái chuyện vuông số 22, cũng là biểu tượng và logo hãng từ ngày xưa. Mọi thông tin chi tiết về kính thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng rành mạch chi tiết. Càng phải và càng trái đều nó có cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa rất là rõ ràng nhé. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội qua địa chỉ nhé, em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826. Các bác ở tỉnh ở xa thì hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp phí gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm nhất 3-4 ngày, Sanji hoa dâu nhé. Có giá là 5 triệu rưỡi hay còn 5.500k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao check bao tắt toàn cầu trên toàn lãnh thổ rồi. Các bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, mới từ 7 giờ sáng đến 1 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, cái ngày lễ ngày Tết. Với điều kiện bác điện thoại trước, tránh tình trạng đơn xuất quán vì hàng, giao lưu đồ cổ đồ xưa, đặc biệt hơn là mình thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho tất cả anh em bạn bè người thân. Bác nhớ điện thoại trước nhé, tránh tình trạng đơn xuất. Nhiều anh em đến đơn xuất quá thì bắt đầu là cứ đứng chờ em 1-2 tiếng vì em có những công việc làm hợp đồng dự án bên thiết bị y tế rất là bận. Thế nên là các bác cứ điện thoại trước thì em sẽ sắp xếp lịch thời gian và nên tiếp đón từ xa và lắng nghe thấu hiểu những gì bác nói, em tư vấn cố vấn chuyên sâu về đồ cổ đồ xưa cho bác. Lần sau các bác đi quán trong nước hay ngoài nước luôn luôn tự tin chiến thắng, đó là giá trị cực kỳ đến với cái shop đồ cổ, chứ đồ cổ quán đồ cổ lâu năm cũng thường uy tín như em và số anh em ở Sài Gòn 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là trên 20 năm, đó là cái giá trị luôn luôn được khẳng định nhé. Còn ngày nay thì rất nhiều đối tượng xấu bán qua trang mạng xã hội là lừa đảo rất nhiều, không địa chỉ, không số điện thoại mà thay đổi địa chỉ, thay đổi số điện thoại liên tục, thậm chí sử dụng điện thoại tam quy tứ quý nhưng chỉ bán được cái đồ vài triệu, vài chục triệu thôi là nó bỏ số, bỏ trang, bỏ kênh luôn đấy. Đặc biệt là đuôi số 3 con 8 nhá, cảnh giác cao độ các bác nhá, rất nhiều anh em bị dính ở đấy. Rồi là ngũ quý 3, 3 con 9, rất nhiều số khác nữa, cho nên là các bác hết sức cảnh giác để mua bán mình cho cái địa chỉ lâu năm và số điện thoại cực kỳ lâu năm. Số địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm thì bao giờ nó hơi thô và nó hơi mộc đấy, chứ không phải là nó màu mè như cái nơi khác, là ví dụ là hình ảnh là tích xanh tích đỏ, lượng follow là mấy chục nghìn người, đó là màu là mè thôi. Thứ hai là đều là cái sim khuyến mại, sim rác thôi, kể cả tam quý tứ quý, bởi vì những số đấy hay được mua đi bán lại lắm. Thế này các bác hết sức cảnh giác cô độ. Đây là các bộ chia sẻ quan điểm, không có lớp về đời, không có căng thương mạo. Em rất hòa đồng với tất cả anh em trong nước ngoài nước, luôn tư vấn cố vấn chuyên sâu với tất cả anh em trong nước ngoài nước. Một lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm, dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thô. Bác nào mà chưa kênh của em phải nút đăng ký kênh màu đỏ góc phải dưới video. Vâng, xin chào, gặp lại phía sau.